cô ơi. Gì con? Dạ, cô cho con hỏi công ty giới thiệu việc làm ở đâu vậy cô? À, con đi thẳng đi, tới ngã tư đó là tới à. À dạ, cảm ơn cô. Ồ, hai đứa tính xin việc làm gì hả? Dạ. Xin việc làm gì? Dạ giúp việc. Giúp việc á là u sin phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, hai đứa nhìn đẹp quá à, không xin làm nghề khác mà làm u sin uổng quá vậy. U sin có gì xấu cô? Trời ơi, u sin giờ hả? Lừa đảo lắm, thấy ghê lắm, thấy ghê lắm. Hai đứa định tìm công ty cung cấp u sin đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Theo anh. Nam mô cầu xin thổ địa thần tài gia hộ cho công ty Oxin cao nguyên tôi làm ăn đắc tài. Nam mô. Dạ. Dạ. Em cho người qua liền. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Bà Thủy đâu? Bà Thủy. Trời ơi, bà qua bển người ta kêu kìa. Trời đất ơi, làm Oxin không làm gì hối như vậy. Nói còn trả treo nữa. Vô đây, công việc ở đây á rất là đặc thù, người ta còn gọi cho nó tên rất là tây nữa, Oxin. Vô đây lẹ lẹ mấy đứa, lẹ. Chú làm gì chú nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tay vậy? Vậy ăn tươi nuốt sống cái gì? Để anh nhìn, anh sắp xếp công việc cho hai em cho nó phù hợp. Vô đây làm Oxin thôi chứ phù hợp gì nữa. Vậy Oxin nó có nhiều dạng Oxin á. Thôi đừng nói nữa. Đưa giấy tờ đây. Đúng rồi đó, đi giấy tờ lại cho ổng đi. Sao ở đây giống cái động quá vậy? Tôi không làm Oxin ở đây đâu. Bậy, hai em không làm ở đây thì làm ở đâu? Anh đảm bảo với hai em nha, khi làm Oxin ở đây, bước trở ra, hai em sẽ trở thành đại gia. Đưa giấy tờ đây, anh làm hồ sơ. Đúng rồi hai em, Oxin bây giờ là một nghề hot. Những người làm Oxin ở đây nè, trở ra đều thành đại gia hết trơn đó hai đứa. Đưa giấy tờ lẹ, giấy tờ. Má hả? Dạ chị. Cô xin à? Dạ. Chị ơi. Hử? Hai đứa em ở đâu được chị? Chỗ mua trống thì vô nằm. Dạ. Thấy chỗ mua trống nằm, hiểu không? Tôi kệ bà đi. Chị ở miền nào chị? Quảng Nam. Hả? Quảng Nam. Hả? Ở Quảng Nam. Quảng Nam. Kỳ rồi ẵn. Dính đâu chính coi người ta rửa mà ẵn được á. Mấy người vừa thôi nghe chưa? Ẵn công sức người ta vô phải phải thôi. Trời ơi trời. Bà ở đây một tháng không có một đồng tiền. Tiền nước, tiền điện. Bà có nóng nào nào đâu. Bà nói cái gì? Chị anh ăn vừa thôi chứ. Anh ăn anh lấy của chùa mấy triệu. Anh đưa em mấy trăm rắn em sống. Bây giờ làm sao? Bà muốn ở đây hay là đi? Dạ thôi em đi mổ hết. Anh cho em ở đây làm em đi đâu hết. Nghe đây, từ trên xuống dưới phải nghe lời tôi. Đã vô đây muốn ở đây thì ở, còn không ở thì đi ra. Dạ anh ơi, hai đứa em ngủ đâu được anh? Thì coi chỗ nào trống chui vô. Chui đại đi. Chú ơi, mà chừng nào tụi con được đi làm vậy chú? Nghỉ ngơi đi, từ từ nha. Dạ, công ty Oxin Cao Nguyên xin nghe ạ. Dạ. Dạ phải, dạ đúng ạ. Chỉ cần mấy người ạ. Dạ. Miền nào cũng có hết chị ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Ngày mai, dạ. Dạ, em chào chị, dạ. Em miền Trung nè anh. Hai đứa. Miền Tây. Được. Miền Tây sáng mai đi làm nha. Rồi nghỉ ngơi đi. Mới vô chưa gì có việc. Chị hết năm gần tao em biết. Công chúa, chờ cô giới đi từ từ thôi con.
té bây giờ đây nè. Chạy cái gì mà nhanh quá vậy? Trời ơi, con cưng của mẹ. Mẹ ơi, con thích chơi với lại cô Mai quá. Ồ, vậy hả? Dạ. Ừ, nhưng mà Mai, mẹ mốt quá chơi với bé đừng có kêu là công chúa, chị sợ bé ỷ lại. Ờ, con thích cô kêu con bằng công chúa à. Rồi, thì công chúa rồi, công chúa. Cô ơi, lát cô lên chơi với con nha. Lên đi, tí cô lên với con. Dạ. Con chị dễ thương ha, giống chị. Dạ thưa chị, 90 phút thử việc miễn phí đã hết. Ý chị sao? Dạ, ý chị sao ạ? Trời ơi, đúng bong 90 phút vậy luôn hả? Dạ. Nhận mấy đứa đúng giờ ghê. Thật ra thì chị thấy là qua 90 phút vừa rồi là chị vô cùng hài lòng. Dạ. Đây là coi như có cô Mai là sẽ chăm sóc cho bé con của chị. Còn có cô Huệ đây á. Yến, em tên Yến chị. Xin lỗi, chị lộn, chị cứ nhớ trong đầu là bé này là bé Mai, bé này bé Huệ, bông Mai bông Huệ đó. Xin lỗi, bé Yến ha. Yến là sẽ lo chăm sóc nhà cửa cho chị. Mọi thứ ổn hết. Nè hai đứa, cố gắng mà làm việc và nhớ nghe lời dặn của công ty nha không? Dạ, chị em đi. Ừ, cảm ơn em. Rồi thôi bây giờ chị dẫn lên phòng rồi cất đồ đạc đi, xong chị cũng đi công chuyện luôn. Chị ơi, chị có cần dặn tụi em làm thêm gì không? Chứ em nấu cơm đồ lẻ lắm, ở không buồn. Trời dữ vậy hả? Chị cần em tắm cho công chúa không? Còn mấy chị ủi đồ chưa? Chị cứ lôi hết ra, em ủi em chị cho. Con chị tắm được rồi, còn đồ đạc thì chị ủi sẵn hết rồi. Ê, mà có mấy cái bóng đèn trên tầng thượng á, em sửa được không? Với cái máy bơm nước nữa. Trời, tưởng gì mấy cái chuyện đàn ông là em làm được hết. Còi cắt cổ gà hả, nhổ lông vịt em còn làm được. Nói quá vậy. Thiệt mà. Nói từ từ thôi. Không, chị tin. Nhìn mặt bé chân thật vậy, chị tin. Mà chị thích mấy người mà tự giác làm việc, không có cần đợi sai vậy đó. Bởi vậy chị khỏi căng dặn gì ha. Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà. Chị cho tụi em tự nhiên hả chị? Chị cho tụi em tự do hả? Tự nhiên. Em kiếm gì trong tủ lạnh cái em quên á. Từ từ. Em đang cầm cái dĩa rồi em còn kiếm cái gì nữa? Dạ. Em xích ra chị coi. Dạ. Bao nhiêu đây trái cây, bộ không đủ hay sao mà. Trời đất ơi. Dạ. Cái tủ lạnh không còn một cái trái cây nào luôn. Dạ. Một mình em ăn hết luôn á hả? Dạ, tại đọc báo có thấy người ta nói là ăn trái cây buổi sáng mà lúc đói á tốt cho da. Nên có xin chị miếng. Tôi mà phát hiện chậm một chút là hả, nhà này cháy luôn rồi đó. Cô Mai ơi, cô Mai đâu rồi? Con gái. Cô Mai. Đi từ từ có chuyện té con. Trời đất ơi. Cô Mai đâu rồi? Trời ơi, con gái của tôi sao từ công chúa mày bây giờ nhìn giống lọ lem quá vậy nè hả? Sao cái mặt con giống con mèo vậy? Rồi cô Mai đâu mà để con vậy? Không biết, cô Mai mất tiền. Sao sợ? Cái gì? Chị sàm sỡ tôi. Trời ơi. Dối trá. Mình ơi, oan cho anh quá. Anh đang ngồi thiền ở trong phòng mà cổ vào phòng mà không gõ cửa, tự nhiên mở cửa ra cho nên quán tính là anh nhìn cổ thôi. Nhưng mà anh nhìn tôi với ánh mắt không có bình thường. Ánh mắt sao mà không bình thường? Anh nhìn với ánh mắt tấn công tôi. Tấn công là sao? Hả? Đó, ánh mắt đó đó. Trời ơi, tôi ăn chay mà. Không được. Thôi. Cái danh
đình áp bức ô xin. Ăn cũng không cho ăn, đã vậy còn sàm sỡ người ta nữa. Tôi sẽ kiện cái gia đình này. Cô Mai chơi với con này. Cô Mai chơi với con. Kiện